Anh Anh giơ tay khoan con bao nhiêu? xin nó cho em con sư tử này. Nick. I am mafia. Ê, 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 ê. Can you speak for Yeah. me? Argentina, bọn anh Đức mẹ à. Where are you from? From Wilhelmshaven. Hamburg. Nó cái gì? Nó mở ở Ham gần Hamburg. Hamburg à? Vâng. Ham Hamburg là Đức à? Ham. Ủa đéo thằng Tây. Ở tiếng Đức nó khác nhau à mày? Khác anh. Cái gì? Xã hội phân công mỗi người một việc. Việc của mình là phải đi xe máy à? Cất súng đi anh ơi à? Súng đâu mà cất? Nhang bia hải xồm. Nào bây giờ ví dụ như là mình mở quán bia hải xồm ở Hải Phòng bây giờ, liệu có việc gì không? Có bị bọn hải xồm Hà Nội nó đánh bản quyền không nhỉ? Có không nhỉ? Có việc gì không? Mai về bố mày khai trương quán bia hải xồm to đùng khang trang. Xồm Messi luôn. Thế mới nổi nhỉ? Không đâu anh, không việc gì đúng không? Anh đâu vậy? Điện à? Anh đang ở trên Hà Nội. Điện này mày mày cứ bảo bố của anh mày cứ làm mày xịt cũng được nhỉ. Được à, dạ. Chú thằng em chú nó sống ok lắm nhá, mà là có ông anh là nó bán giày nhỉ, ấy giày hàng hiệu hàng xịn đéo gì ấy, mà cứ bảo chú bán, nhưng mà chú đã nhận bán giày cho bên kia rồi nhỉ. Đấy thì hôm nào là ví dụ như mày bán thì tao tao sang nó hộ một tay nhỉ, giúp tay thì ok. Để mời điện lên là nói câu chuyện này. Thế là mình đánh cháo khái niệm mà, tức là mình ăn hai mang à? Không phải ăn hai mang. Tao ăn gì tiền nhỉ? Ừ, ở đây có mấy thằng? Không, tao cũng không biết mà. À, ý là gì? Cũng hưởng đá, chứ tuổi kinh doanh. Em đây. Ở đây có gái không? Ôi mình chỉ còn này. Mặc hết áo lót vào ra. Đấy. Follow chị Trương vào. Mặc áo lót của nữ vào nhá. Trông giống giống chị. Xin em follow nhá. Đây là thăm đại bản danh của Tưởng cùng mấy anh em nhá. Tầng nước thanh thiếu niên trẻ à? Ui rồi có vẹt hào không ạ nhờ? Mõm đấy. Đề nghị anh con nào? Thang đâu giờ này anh không về đi. Ui rồi. Không sao đi đi cả không sao. Giờ này bán là gì ấy? Không đi nhỉ? Quay phố Hà Nội này. Đi nào có thiếu mỗi vị trí bỏ cái tắt kia ra tao ngồi đấy cái đúng thằng bán giày đây. Đây, đây này chú ai, tao 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 này. Đúng chợ đêm Hà Nội này. Chợ rồi. Em mới lập link này. Một mình làm lắm dây em. Vâng. Mai nó kỷ chú bộ. Đây ngồi. Cái gì cơ? Có chỗ đá mà. Đồ nào xịn xịn chúng mày check đi nhanh. Nha. Xong dây cái đó gì vậy? Có ngồi cho ấm cháu. Không không, các bạn này có phòng khác. À đó à? Ừ. Đấy, chú ngồi ngồi đây này. Thế tao... Chú đổi của mũ này vào anh. Ngủ đâu? Đây à? Vâng. Ừ. Này, xem mấy con này đến con nào đứng lưng cho anh nhỉ? À? Nằm nó có được coi về gì không? Không sao, không sao. Điện đây. Dạ, em đây. Đây này nhá. Đâu, anh này đâu? Anh của em phải ở nhà, em giờ này anh của em lại ở cùng em. Thế là hỏi nó là có mấy chục thì đưa đây. Ý là anh cái hôm trước anh để nhắn tin cho anh không trả lời, anh chả trả lời gì cả. Thì làm sao? Anh thì có chủ động gọi cho anh cũng thấy trả thấy anh trả lời. Thì ý là nó dỗi rồi nên là nó không đi nắng nữa đi. Vẫn làm, ý là anh không thấy anh gọi. Thì
Thì bây giờ anh thật mày, bây giờ mình con người anh ấy, mày biết thừa anh bán nước hoa với ông Huấn cái ngày đầu tiên. Bây giờ anh này lại cũng kiểu tinh ăn là thấy làm giàu bằng nước hoa thì anh đã bán nước hoa đâu rồi, em chưa, tức là Em mình hiểu, cũng em lại hiểu. dẫm lên chân nhau được. Anh đã làm đến đồ cờ bạc bịp các em anh nó cũng làm nữa, là anh còn phải là nghỉ thẳng căng, anh không làm nữa để nhường chân. Em hiểu rồi, ý là hôm đấy anh ấy bảo em là bảo anh Tiến là hết bao tiền thì anh ấy trao đổi với anh hiểu ý em không? À, vấn đề Là vừa là bà mới vừa giúp em em luôn, em bán muốn làm về là cái nghề giấy bán thương hiệu giấy. là gì, Lát cốt. thương hiệu ấy Thương hiệu lát cốt, cá sấu. là cốt Lát cốt cá sấu ấy. nó cốt cá sấu gì Vâng. có rẻ hơn so với là mua ở hãng không, Rẻ hơn chứ anh? rẻ hơn nhiều không? Hàng Quảng Châu chứ không phải hàng hàng lát cốt xịn anh ạ. À, tức là hàng một một. Đấy, hàng 11. Nó rơi 250, 350 một cái. 350 là cao nhất. 350. Vâng. Thế thì động cơ để anh em nó mua cái giấy là gì? Ý là ông chỉ biết là dụ như anh Lai vừa làm vừa giúp em đúng không? Ý là ông Lai ông mấy cái video anh sau sau ra Tết ông chạy quảng cáo ấy, kiểu như chạy fanpage biết ấy, là có cái hình ảnh của anh nó tương tác là sẽ cao hơn. Em ơi, Sạc. Dạ. ví dụ như là mày thì kể cả mày bổ anh ăn cứt thì anh vẫn cứ ăn cơ mà, điện hiểu không? Anh nhưng Lâm. nhưng mà cái câu chuyện là anh của em ấy thì nó lại là cái câu chuyện là như này này, nó nếu như Anh mà của người em là em phải tiền. thẳng thẳng căng Anh này với anh này, thẳng căng là phải tiền. với anh này không phải tiền không quan trọng, với anh làm hàng giả thì là hàng giả, còn còn tức là làm hàng ăn cắp thì là anh làm, chứ còn đi làm giả hàng của hãng khác là anh không chơi. Không, không phải là giả hàng, anh hiểu không? Live stream nó vẫn nói là hàng Quảng Châu mà. Ý là hàng loại 11 chứ không phải live stream bảo hàng xịn. Ý là nào live trên bán hàng này vẫn là live bán giá 250 300, anh hiểu không? Không phải là live bán hàng xịn. Ý là họ không không phải là bán, đây là hàng bán hàng thật chứ không phải là bán vớ vẩn, anh hiểu Rồi sao? không? Ý là họ chỉ muốn là chủ yếu là họ là cần anh lấy cái video của anh. Đấy. Đấy đi. Thế Hoa tên em ơi, mời em lên làm gì để em? Ý là họ yêu cầu là muốn là có cái video của anh cơ. Ý là sau này họ chạy trên fanpage, họ kiểu như họ đăng quảng cáo trên fanpage ấy, nó hình ảnh của anh thì nó ý là Tóm họ muốn lại có cái là video nó của anh. lấy nó làm một video content làm trend đúng không? Vâng. À, nó làm để lấy video để làm content để nó chạy quảng cáo đúng không? Đúng rồi, vâng, đúng rồi. Cái đấy thì không tiền nong gì cả em nhá, anh hộ được. Ok. Không, ý là anh ấy muốn mời anh lên là trực tiếp chú anh đến nay bắn chim là muốn là nhờ anh gọi là vừa nhờ vừa giúp em. Ý là trong vòng kiểu live trong vòng 1 đến 2 tiếng là bao nhiêu tiền thì anh đấy chứ quyền anh chủ động gọi cho anh rồi đấy thì như anh không thể anh trả Hiện lời. tại thì là anh đang bán giày hộ làng nghề em hiểu không? Vâng. Anh không thể nào bán giày của người khác được, bởi vì điều ấy nó trái với cái luân thường đạo lý. Mình không thể nào là kiểu thờ hai chủ được một lúc được, hay Ô, là em xong tưởng anh là dù bây giờ anh lai bên đấy xong thì anh sang lai bên này nó có gì đâu anh. không, anh Ý độc quyền ở bên thôi à? không phải được trái thôi, mình độc quyền cả, nhưng mà mình làm việc nó phải có cái nguyên tắc của mình nhau. Em thì em định nhập giày về cái giày đấy thì nó ở bên Quảng Châu ấy, nó bán là em định bán ở trên Tô ấy. Thì anh đấy là Hợp ý đồng là muốn rồi, hỏi ta chả hợp đồng với đéo rồi kìa. Nhá, là độc quyền hay không hay là không độc quyền kìa. Hợp đồng bán giày đéo gì mà em thấy là bố mày còn đi lang thang chán đấy. Có cái điều là gì, là lương anh đang tâm trên Hà mình. Nội đúng không? Ơi, Anh đang trên Hà Nội đúng không? Hà Nội đang trên anh. Hà Nội đang trên anh. Mày Thì là anh đâu? đang Hà Nội đúng, anh đang Hà Nội phải không ạ? Đi đúng rồi, đúng rồi, ở Hà Đông người đéo nghĩ đường điện đoán được. Em thất vọng anh bây giờ thế này nhá, anh sắp xếp về em đi mai anh làm ít gà về Tết thì Tết. Mày mày có xe ô tô không? Ô tô bán rồi, em giờ còn cảnh gì mà ô tô. Đấy đây này, từ một đại gia bất động sản kinh tế thị trường đóng băng cái nhá, xong là cũng đi đi bợ mọi là nên tặng mấy con idol ai đạt không, bây giờ ô tô cũng bán đi em ơi. Mình đã làm ra được một cái ô tô ấy, thì mình có thể là nếu như một thằng nào ấy, mà làm ra được con xe ô tô và chỉ giữ được con xe ô tô đấy thì cuộc đời nó chỉ gắn một con xe ô tô thôi. Còn Chuẩn, những thằng bán nào đi đã rồi làm mình năm phải con đổi ô ra tô con và mới bán anh đi hiểu một con ô chưa? tô thì chắc chắn là sẽ mua được 10 con ô tô. Em xác khẳng định ngay sang năm em mua ô tô cho anh xem. Đó. Sang năm em mua ô tô cho anh xem. Em Em ơi, không chọn đi nghèo điện này em. lúc nào mà lên mình đi chả được, ngố này. Ý Ô là tô em muốn anh lên thì nhà em, gà nhà em là gà nuôi, em muốn này ý là đưa cho anh một ít về thịt Tết tại đứa phải đi mua. Là gà gà đồi chứ không phải gà vớ vẩn. Đấy là anh em mình cứ chia sẻ thật không phải ngại vấn đề gì em cả. ơi, Em em ơi, em ơi, em ơi, em ơi,
Dạ. Em đây. Alo. Xin chào thầy cô là. Đi cái clip là mấy cái đấy, ok đĩa này. Mai đi với anh. À mai anh xuống Bắc Giang đấy, à xuống Trang Trại xong bắt đầu là anh sẽ lên Xin đi. who are you from? Arun Aruskay. Please click live. Verstehe kein Wort. Anh số tài khoản còn bao nhiêu? Anh xin nói cho em con sư tử cái. I am mafia. Nhà Hey. Can you speak for me? Arutana, bọn Đức mẹ. Where are you from? From Wilhelmshaven. Hamburg. Nó cái gì? Nó mở ở Ham gần Hamburg. Hamburg à? Vâng. Ham Hamburg là Đức à? Ham. Ui đeo thằng Tây. Ở tiếng Đức nó khác nhau à mày? Khác anh. Ơ gì mẹ? Ở tiếng Đức với tiếng Anh khác nhau không? Anh em nhà anh Tiến follow em nhé, cho em đủ 1k follow nhé. Khác chứ anh. Điện này chưa được ca follow à? Em chưa được ca follow, em không mở được ca mày ạ. Thôi tao đang ngủ thôi. Có vẻ giờ mày như là tao đừng ngủ nha. Anh Tiến anh Anh bảo ngủ giỏi tiếng Đức lắm mà. Này, Đông Đức hay là Tây Đức hả em? Dạ. Đông Đức hay là Tây Đức hả? Tây Đức anh ạ. Đây, nói là bỏ bóc phốt tí nhưng mà đây là cháu đây. Mẹ lên mạng cũng idol tầm cỡ lớn đây. Nhưng mà ở phố cổ Hà Nội như này cũng là oai lắm rồi các ông ạ. Ăn ở rộng rãi này là cũng là chắc là phải Anh gì có lắm. mở cam đâu mà sao anh tắt cam mà Ai? anh anh mở cam anh có tắt Điện chơi ít thôi. Chết cháu. Chơi bời này. chậm điện rồi xưa mình ngày xưa mình yêu một con bé hai đứa nó học tiếng Đức Đại học Hà Nội giờ còn còn làm trang trại yêu một người bạn kém 1 tuổi ở gần nhà nên nên phóng chơi cũng kiểu như này tầng hai cũng rồi cửa sổ rồi nhưng mà gái học tiếng nước ngoài có mỗi con mà ngày xưa mãi không tao thì chúng mày tính tao hơi bảo thủ tí nhưng mà tao chả học tiếng quốc gia đéo nào cả nó giật câu tao chả học tiếng quốc gia đéo nào cả tao chả phải về ta muốn là gì là quốc gia khác phải học tiếng Việt mới là đúng thế nhưng mà đây đã bao nhiêu ông lớn bà lớn người ta có tao đến nhà đâu rồi đến muộn mẹ nhà là hưởng nhà thằng trẻ con 21 tuổi bây giờ đi chơi ngủ nó thoải mái chứ con đâu có phải là mình được con người ta mà nếu mà cứ đi với lên trên đấy nha thường bị hẫng hay bị ngã thôi cúi xuống cho chắc thế thủ chưa chơi với người bọn trẻ hay hơn là chơi với người già chơi với gọi là bởi vì như này tôi công như này công mà cứ đi xung xe nịnh nọt mấy cái người già
mấy cái người gọi là có cái nọ kia kia, tất nhiên là người già người ta có lực đúng không, hay nào là con này kia, nhưng mà em ấy đầu 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 Việt Nam mình rất buồn cười nhá, một thằng sắp chết thì chúng ta lại cho là uy tín, còn một thằng thanh niên thì chúng ta lại bảo loại này biết đâu mà nằn được, hay chưa? Bây giờ tôi hỏi thật công rồi, các ông đi ra vay của một người với bố mẹ các ông vay của một người thì người ta lại cho ai vay? Cho bố mẹ mình vay chứ đéo cho mình vay, trong khi bố mẹ mình thì sắp chết rồi, còn mình thì còn cả một đời đấy nữa, xã hội luôn. Vâng em ơi. Vâng đang đâu em? Đang ngủ. Ngủ không? Vâng. Thế nó lại hướng lại buồn, uống cái gì? Ngủ đâu rồi? Ngủ nhà chứ. Giờ anh vẫn còn like. À. Bỏ giờ anh vẫn còn like. Này. Mà là ai? Vâng. Hình nền anh hiểu gì nhỉ? Vâng, anh bảo đi. Mình có nhẫn thằng sơn nó có thanh hóa cho thì mình lại ở quán mày gần đây không nhỉ? Anh đang ở đâu cơ? Anh đang ở Đào Tấn. Em ở ngã tư Sở thì không biết có sao nhỉ? Anh đang ở Đào Tấn đó. Vâng. Nhưng quán mày có cái gì xin đâu? À, mẹ bức tượng của tao đâu? Bức tượng của anh vẫn ở dưới sướng. Nó xong đâu? Bức tượng thế chắc cho nó đạp mặt tao rồi đúng không? Nó là con loại mày, đúng là con loại em. Hai cái Tết rồi. Nhanh nhỉ, thời gian cứ trôi đi nhanh thật đấy. Đã sang cái Tết thứ hai ấy, một năm tròn đấy. Thế mai tôi sẽ đóng mẹ ở cửa quán đi, mai bố mày ra đấy cứ cái gì thì mẹ chú hai bố mày bế đấy giờ. Vâng, mai anh đây em. Nhưng mà cái quán nhà nó thì đồ gì nhà nó thì mình cũng có rồi, bởi vì là mình cũng có cả một cái tiệm thôi, còn bán buôn cho nó được đúng. Còn bán buôn cho nó được chứ. Đúng rồi. Mà cái này trước có nhẫn bố tôi đi, tôi cầm tôi cắm đi nhá, về bạn bổ được gần chục triệu về cắm được đúng 7 nhá, cày như thế mà anh bảo là gì nhỉ? Anh đeo anh không biết để đâu à, xong bây giờ anh bảo anh cắm được 1,7 triệu này, riêng quan điểm anh này, tất cả đồ gì nhá, nếu như có giá trị thì anh phải định giá trước, anh cầm cái nhẫn ra định giá con tiệm bán là 1,7 triệu em hiểu không? Vâng. Thế nên là anh biết giá thôi, chứ còn anh đi cắm cái nhẫn của mày 1,7 triệu thì là bố có anh là cái loại gọi là ôi ôi em hiểu chưa? Vâng. Nhẫn đấy thì là anh bắn thẳng căng chứ không phải là anh cắm, mẹ nói đấy nhanh nhỉ, đùa nhẫn đấy vất không phải vất đâu, đồ đạc tao hay hay cho đi đi lắm, tao có giữ cái gì cho mình đâu. Là nó ngứa là chắc chắc Huy với Tuấn Anh nó pha rồi, bởi vì là nên quanh chỉ mấy thằng ở gần thôi, bọn này nó, bọn Tuấn Anh này nó biết được cái gì Huy nữa. Nhẫn đấy em đeo thấy thật đâu, chúng mày thằng với thằng nào đeo nhẫn đấy nhỉ? Nè cái áo da với cái quần bò của tao đâu nhỉ, ở chúng mày? Ôi thật mấy Tuấn Anh à? Tuấn Anh. Alo. Ở chỗ giày đúng không? Ờ. Ừ. Ui cái gì ấy? Đéo. Tuấn Anh à? Dạ. Cái áo da mới còn bò anh đúng vậy? Không biết sao được anh. Đâu? Em có cầm đâu? Mẹ à, mà trước mày tuyên thệ là em đi theo anh nâng khăn sửa túi cho anh. Xong bây giờ thì, bây giờ mày còn không biết đấy. Anh đi anh để đâu em biết sao được? Các bạn là bây giờ đồ đạc của tao nó mất là chỉ có chúng mày thôi. Thấy chưa? Có cắt điện không? Hình như chắc anh đã cầm về chưa?
Đợt đấy anh đi sang bên kia anh cầm đi mà. Tao ra sang 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 kia cầm cái tế tổ mày với đấy mày. Thế thì thế chưa ai cầm về cả anh ạ. Sao bên kia là mặc áo vest chứ mặc áo ra phải bắn giày chỗ giày mai phải lên Phú Xuyên đi chuyến nhỉ. À, đi qua Phú Xuyên thì ai nào ở bên công ty DC 16 nhỉ, đi qua Phú Xuyên đấy thì là đi về Bắc Hà Giang, là đi về Bắc Giang qua Phú Xuyên đúng không, ngồi đây nói chuyện với anh em đi cho vui. Mình cứ phải là kiểu như là con chó cảnh hay là diễn viên đâu mà cháu gì đó, mà cứ phải là sợ hình ảnh của mình ngày kia lên mạng là là chính mình. là mình giao lưu hiểu chưa, là mình học hỏi tìm cái niềm vui, còn đâu là kiếm tiền là bằng cái trí tuệ và năng lực của mình nhờ. Đấy đây là nói luôn với anh em này nhờ, riêng để nói là nếu như mà thằng nào cần gọi là quảng cáo hay là cần gọi liên quan đến nick niếc tích xanh hay là ý là những cái hỗ trợ gì về chích chiếc này kia thì hỏi gọi là đánh đúng. Hay thật. Mà chèn cả nhà có trong lời giới thiệu địt mẹ để ăn quảng cáo đang chuẩn bị đi mày bán bài nhạc của anh. mày tôi Dạ. support toàn bộ cho hưởng này nhá, để gì là hưởng này là mai là bọn Hàn Quốc kia nó về nó đào đào tạo về cái tầm nhìn về marketing giờ. Vâng. Nó về thì anh bảo giới thiệu nó đâu là mày bổ thua mặt lên mạng live stream thì mày của mày không, thế là thôi mày chỉ làm cái kiểu black thôi, kiểu những cái chuyên gọi là kiểu gọi là thế loại trai thôi, đi theo tiếng là hỏng rồi. Đúng rồi, đi hỏng với cái chiếu của những thằng là hỏng hẳn nhờ, chứ còn nếu mà để mà nói công công câu này đã làm cái vai trò rồi. Nói thẳng căng câu nhé, kể cả như là em Phạm Tuấn nhá, nếu như đã làm vai trò gọi là mình gọi là under kiểu underground kiểu đứng người đứng sau support ấy, mà phải nổ bão xuống 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 xuống. Nếu như có thể xin đừng làm nhau đâu. Tôi viết viết thằng cái gì bật bật bản nhạc cái nào. Mình lên tạm dừng like. Đứng lại đứng chỗ mày đứng đứng gọn nào đứng nào. Ba ngang tập hợp hồng rắn địch phải tắt này xuống mặt ngay chưa. Hello anh Hồng Rắn. Ba ngang tập hợp. Như vợ ơi, Ủa? thắng. Hanu. Bên kia có thấy mặt đâu? Mày cái gì? Đã tạm dừng like, nhà sáng tạo sẽ sớm quay lại. Chờ đi vào lại nha. Không cần đâu, không cần đâu. Được chưa? Thấy chưa? Chưa thấy. Mà cần đéo gì phải nhìn thấy nhau này này, mở cam mà Bên này hư cam rồi, em vẫn mở mà không ai thấy à? em ra đi bộ lãnh giữa dòng đời nhiều ngang trái và để rồi lời cuối em trao là lời anh không thể nhận. Tôi Thôi bà địt mẹ, bật cái nhạc khác đi, nhạc tù mà. Nhạc tù à? À vâng, ừ từ hình ấy. đâu nhạc tù hay cũng nhạc chế hay nhất 2017. Sao lại khỏe không? Nhạc Dạ khỏe. Nói chung là thật với các bạn trẻ một câu là cuộc đời ngày bắt đầu mình gọi là dậy thì nhá, là tôi một cái nick nickname của tôi là
Yêu của tôi là đời chỉ mình anh và cái áo trong quân đội mình ghi tên trong quân đội của mình là Soái Hoang Cô Độc. Suy cho cùng đến bây giờ nhá, bảo là có ai hiểu được tôi là người như nào không thì Hà Lu nó chốt lại câu nổ là đéo hiểu dòng gì nhờ. Nhưng mà nó đặt cái Hà Lu câu này, đã là một thằng đàn ông ấy nhá, mà để gọi là để một con đàn bà nó hiểu được cái mình ấy là như nào ấy thì đàn ông ấy vứt, mà đã là một con đàn bà ấy mà lại phải cứ cố hiểu được một đàn ông ấy thì là con đàn bà đấy là náo to tiếng nhạc anh em. Mình cũng đã hiểu được mình đâu mà Anh Tuyển dạo này có người like chung à? Có Hưởng like chung à? cái gì cơ, Hưởng dạo này like chung với anh Tuyển à? Bây giờ không thấy mặt nhìn kiểu cái gì. hoặc là Dạo mày này thấy đến em hoặc là à? Thấy hoặc là mày em đến à? hoặc là đừng bao giờ mày đến, chứ còn mày đến và để rồi lý do không phải là vì tao thì mọi mối quan hệ mới nó như là nói cái chính xác thì mình đang là một thằng tù chất trong cuộc đời này, mình đang là một thằng 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 tù. Và khi bố mày đi tù ấy, thì ai là người đến thăm, ai là người muốn tao ra, ai là người đóng lưu ký cho tao, đấy là những người tao nhớ. Và đấy là những người khi nào ra tù thì tao sẽ chứ còn em ơi, cho nhỏ 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 đi, chứ còn nói thật này, khi mà chúng mày có một mối quan hệ mới, một người bạn mới, chúng mày nên hiểu điều này. Nếu chúng mày chỉ cho người ta thấy cái đẹp của chúng mày thì không khác gì nha. Chúng mày là một con chó, những cái kẻ đấy mà luôn trong một mối quan hệ mới mà luôn luôn khoe ra cái tốt đẹp của bản thân và chỉ cho người ta thấy cái tốt đẹp của mình ấy. Đấy là những kẻ đang hạ mình chứ không phải là đang giữ lấy cái tôi của mình đâu, không phải. Bởi vì sao? Bởi vì là đấy là những cái kẻ luôn luôn hạ mình thật sự đấy nha này. Bởi vì là người ta chơi với mày chỉ vì là người ta thấy những cái đẹp của mày thôi, đúng không ạ? Bởi mày khoe chỉ khoe cái đẹp sao thôi mà, để đang cầu cứu, đang mong rằng là người ta chơi với mình nhá. Chứ còn này, nếu ấy mình sống đúng ấy thì mình cứ là mình thôi, mình phải khoe ra cái xấu. Nó cuộc sống là một bài test mà. Một mối quan hệ mới chúng ta hãy đưa ra những cái xấu của bản thân mình và nói thẳng cái này này, những người nào tình bạn đẹp đến suốt của cả cuộc đời ấy, hay người bạn đời ấy, là những người chấp nhận được cái xấu của mình, chứ không phải là những người gọi là gì, người ta không nhìn vào cái tốt đẹp của mình đâu. Thử nghĩ xem, một mai khi mày chết, mày hôm nay nếu như mày chết đi, mày tắt máy một ngày hay một tuần đi, tao khẳng định này, nếu như có ai tìm đến nhà mày để hỏi thăm sức khỏe mày thì chỉ là những người chủ lỡ thôi, chứ làm lỡ cái chuyện là anh em bạn bè. Cả Phú Lê nữa mày, hưởng này gu âm nhạc của mày. Chị không chị lên. Thì Phú Lê cứ lên tiếng hát. Cứ một lúc anh nói lên nỗi lòng của một chàng trai xa xứ, sống trong cảnh ngục tù tăm tối. Gì đi trời. Về cái bài bắt đầu ấy. Mẹ à, mình đang live stream nên cứ bật cái văn hóa phẩm đồi trụy. Ca nhạc của anh Phú ấy là gì? Là thuộc diện gọi là văn hóa phẩm đồi trụy ấy không ạ? Cấm cho người
Gọi cháu Hưởng đi lấy tí cơm rồi. Hưởng chưa đủ tư cách để mà chơi được giờ, bởi vì nó còn trẻ, tao sắp chết rồi. Nó ngu gì mà bây giờ, tuổi đời nó còn già. Đây, đây bạn nào vừa xây dựng mối quan hệ mới thì đây này nhá. Đấy, đúng là mình đôi khi ở đời kẻ răng lưới thì hay lại là người nạn chính là người mắc bẫy cơ mà. Nhạc kia mà nhạc là tù 2017. Ừ, à mày ngại khi phải bật ở đây có người, có chủ nhà đâu không? Mình chủ nhà này, mình hãy sống một cái kiểu như to tí nhá. Vâng. Mình hãy sống theo kiểu gọi là một gương mặt khác, một hình ảnh khác của mình đi. Quay qua mượn bạn đấy 8 triệu xem có mượn được không ấy. Khi tao đã gặp ai đấy rồi thì mẹ mày tài khoản đấy là tiêu chung rồi mẹ nha. Chứ không còn... thầy tiến mượn là mượn được. Sao, nhưng mà sao tao lại phải mượn khi nó là của mình nhỉ? Cho nhỏ nhỏ tí nhá. Có cái ông Hán này, phó giám đốc ấy, cứ anh đang chim thì em cứ nhắn Zalo thôi, chửi hàng trăm năm nay rồi vẫn cứ thế thôi. Không cần, đây là bây giờ bao nhiêu sao? 390 mấy? Tôi bị lắm. 34 nhá. Hey, chú buồn rồi. Có những người hẹn gặp mình đéo dám gặp. Sao lại không dám gặp ấy? Gặp để làm gì? Có đi được với nhau đâu mà gặp. Nhưng làm sao mà mình biết được là không đi được với nhau? Mình cũng phải nhà tiên tri. Chẳng lẽ mình không mà thôi vậy sao? Bây giờ là 400 người, 400 xem nhá. Bỏ áo, bỏ mũ à. Bỏ quạt à. Đây là chim nhà này, đây là cam nhà này. Nhà mình đang là, cháu đang ngồi trên, người đang ở dưới. Đều là tối, là tối kỵ. Trong việc gọi là, đây này, khi mình còn trẻ, đây như này. Đây, ngồi dậy, chúng ngồi dậy cũng được, rộng nhá. Đây thì góc gì này. 430 người nhá. Bây giờ chú không đang hành nữa nhé, chú nằm nữa đây. Đúng rồi, đúng rồi. Chắc là ở đây có nhiều bạn trẻ và bạn già đúng không? Bây giờ cháu có 30 phút để chia sẻ về cái được gọi là quá trình xây dựng cái thương hiệu cá nhân của bản thân. Nếu không lên được 1.000 mắt xem là cháu chưa thành công. Chú khẳng định là lên được 1.000 mắt xem. Nói thật về cái quá trình mình xây dựng cái thương hiệu cá nhân của mình đến giờ phút này nha. Vâng. Mày nói đi, chắc là lên được 800. Nói. Thì mình biết đến TikTok là do một có duyên thôi. Này nhá,
mình nói chậm và lên tôn trọng của người đọc nhỉ. Ok, bắt đầu đấy, không chậm. Thì mình có duyên biết đến TikTok là do ngày trước là mình có tập tành làm YouTube. Sau đó là lưu ý là chuẩn ra là mình có đi quay một cái bộ phim ở YouTube của mình. Đấy, cảnh gọi là buôn ma túy hay thứ đấy. Thì có cảnh mình nhờ thằng bạn mình nó đóng vai công an. Thì sau khi mà mình nhờ nó đóng vai công an, nó mặc bộ kiểu công an mình đi thuê ấy. Nói chung là không có huy hiệu hay gì cả, chỉ một bộ màu xanh thôi. Kiểu mình tượng trưng là công an ấy đấy. Thế là nó quay cái đấy, nó quay cái bài Huynh Đệ ơi, thì nó nghĩa là quay ở trên TikTok này, quay ghép nhạc này, thế là nó lên xu hướng. Em mình thấy là bạn mình chơi TikTok lên xu hướng rồi, kiểu nhiều người biết đến, nhiều follow, nhiều team ấy. Thì mình cũng là bạn thân của mình mà, thế là Thới. Thế bạn nào mà theo dõi mình từ lâu rồi thì sẽ biết là Thới chơi mình từ hồi cấp 3. Chậm thôi, nói chậm. Cái gã này thì chân này. Năm 25 bước đây. Vâng. Là lưu ý không? Đây là để chia sẻ một chút về cái việc là cái quá trình, tức là tất nhiên là tất cả đều là sự may mắn, cũng đều là cái duyên thôi. Nhưng mà để mà cái duyên để mà đưa được lên được một cái góc độ là có nhiều người xem làm chuyện, còn nó giữ được nhiều bác xem không, nó lại là không phải là có cái duyên nữa rồi. Còn bây giờ là cái bước cuối cùng là cái bước là chuyển đổi, thì theo các bạn là tôi nên làm gì? Nhất đấy, tức là trong hiểu là cái quá trình mình có cái duyên như này, nhưng mà mình nên lấy cộng đồng là cái. Bây giờ nhà nhá, sao cho hỏi đúng không? Theo câu theo các bạn bây giờ tôi nên làm gì để mà giữ được cái giá trị của dân mình đối với cộng đồng, và để mà mình có thể là xây dựng được cái kinh tế cá nhân bản thân từ đây. Đấy thì ví dụ đấy mình nên trao đổi cộng đồng cái điều đấy, được chưa? Vâng. Phát thể nào cho nhau? Đấy thì là mình chơi TikTok từ hồi mà mình học lớp 11. Thì chơi thì mình có thấy là mình có một cái thế mạnh, đó là mình thế mạnh của tuổi trẻ. Tức là mình không có gì để mất mà mình cũng không có gì để ngại cả. Bởi vì là ví dụ như là mình thấy một số người ở thế hệ đi trước mình, cách mình khoảng độ 6 đến 7 tuổi đi. Nói chậm thôi, mà vừa nói là vừa mất vừa nhìn vào màn hình, mình nên gọi là tức là vậy nhá, nếu là cháu có 10 vâng. Mà cháu không có gì nhá vâng. Thì cháu nói là cháu không có gì, thì đấy là cháu là thằng thật thà. Còn cháu có 10 mà cháu nói là cháu có 10 là khôn ngoan mà có được 10 vâng. Thì tôi thấy là cháu là thằng ngu. Thôi chưa, mình có 10 thì mình nói 1 thôi. Nhưng những người đi cùng mình ấy, cả một cuộc đời thì sẽ nhận được cả 10. Thôi chưa. Thế nên ý là mình có một cái câu nói nó dài, nhưng mà mình nên phân bố nó chậm lại. Dạ vâng. Nó diễn giải thời gian hơn, người khách vừa vào cũng được chưa. Dạ vâng. Nó bị hạn chế ở đây, nó ghi hạn chế. Hạn chế gì? Đây nó ghi cảnh báo hạn chế. Tắt đi là ai? Tắt đi lại. Ừ.